Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutoki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Hexit nữa nha. Và ở tập trước thì mình có phát hiện một cái con dê thần nè. Và mình cũng được các bạn hướng dẫn á, là cho nó ăn len để nó có thể xảy ra điều đặc biệt ấy. Và mình cũng đã chịu khó đi giết len mấy bé cụ để có thể chế tạo nè. Rồi, giờ mình sẽ vứt ra cho dê thần ăn nha. Nó được 4 màu rồi, tới màu xanh. Ăn đi. Đó, mình phải ấn vào cũng được. Tiếp theo là màu xanh nước biển nè. Đó, nãy giờ cũng được khai khá màu rồi. Giờ mình sẽ cho hết mấy màu còn lại vào nha. Mình không biết có đủ màu chưa nữa, nhưng mà hy vọng với số màu này mình có thể cho cô ăn hết luôn ấy. Ồ, ở đây có cái nút giờ mình mới để ý nè. Ủa, có được gì không? Cái này ăn chưa? Ồ, cái này như ăn rồi. Cái xanh này. Úi, hình như dê thần dài ra đúng không ta? Nè, hình như dê thần dài ra nè. Ồ, màu này rồi, màu nâu coi. Màu nâu chưa nè? Đúng rồi. Khi mình cho ăn á thì dê thần sẽ dài ra từ từ nè các bạn. Wow, được coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 màu rồi. Màu hồng cho chưa ta? Hình như màu hồng chưa nè. Đó, được thêm màu hồng nè. Để coi còn màu nào chưa nữa. Theo như mình thấy thì hình như màu trắng có rồi. Màu xanh nước biển đậm. Đó. Dê thần giờ dài chưa nè. Còn thiếu màu nào không nhờ? Mình thấy giờ cũng nhiều màu lắm rồi đó. Màu đen này có chưa? Màu đen chưa luôn. Và màu đỏ. Úp, màu đỏ rồi luôn. Ủa, cho ăn hết rồi nè, đâu có điều gì xảy ra đâu. Ui, cái cây này hình như nó màu nó sậm hơn đúng không ta? Hôm qua nó đâu có sậm tới vậy đâu. Ồ, khu này nó vẫn sặc sỡ như hôm qua hả? Wow, nhưng mà mình vẫn chưa thấy boss ở đâu hết. Hay mình phải quánh vị thần này ta? Cái này len mình cho ăn hết rồi. Cái này loại nào mình cũng cho ăn gần hết rồi ấy. Cho ăn thêm một lần nữa coi. Ăn chỉ ăn được một lần thôi, không biết ở dưới đây phải không? Ở dưới đây thì không có gì hết. Vậy làm sao để vị thần này kích hoạt cái con boss ta? Cái này chắc để từ từ mình tìm hiểu sau. Còn nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay á, là mình phải đi qua cái khu vực cái hang con ấy rồi. Hang boss hôm qua mình mới phát hiện. Đây hang boss nè. Đó, ui. Mình tele một phát lộn xuống đây luôn rồi. Đó, và đây chính là khu vực hang boss mà các bạn bảo là hang của con bò nấm ấy. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu khám phá luôn. Ui, nhưng mà cái hang này nhiều creeper quá. Nhiều creeper cực. Ui, nghe tiếng slam nữa. Dưới đây còn đường nữa nè. Chưa để mình đập ra thử coi. Nó còn đường nữa, để mình xuống sâu hơn. Ui. Đúng rồi. Ở đây có mấy con boss bò nè. Ui, có con slam bé tẹo mà nó có hiệu ứng luôn. Ui. Mình biết thì chiêu của mấy này rồi. Là mấy ảnh sẽ kiểu như là giận sức ấy, rồi sau đó hút mình một cái. Thì chiêu bò cụm. Ủa, đây làm gì nhiều đuốc vậy? Ui, cái khối này nó cứng dữ lắm luôn á. Đây có rương nè, để mình vào trong mình coi được món đồ gì. Táo vàng. Mình sẽ cắt bước lên vô đi. Công tình tìm cái buổi trời á mà cho ăn xong không triệu hồi boss cho người ta hết trơn. Rồi, đi tiếp. Ui, con này con bò lửa hay gì nè. Ui, mình quýnh nó mình bị đốt luôn. Ui, còn có ui, con này con gì hả? Con gì nhìn dễ thương vậy? Nó bắn mình được á. Ui, nó delay quá. Bỏ mất tiêu rồi. Ui, bắn con đó cái bị delay game luôn. Rồi, vòng qua đây. Nó trốn ở đây nè. Nó bắn những cái quả bóng slam vô người mình đấy. Ôi, nhưng mà gây không có nhiều sát thương cho lắm. Ủa, đây là chỗ ban đầu mà. Ui, cái này như các bạn nói luôn á. Cái này là cái mê cung. Giờ mình phải tìm cách để tìm ra hang của con. Ui, ở đây đây. Nó mày ảnh đứng yên nè, định giờ mình sẽ cho mày ảnh hút một cái nha. Nó mày ảnh hút nè, mình có thể dễ dàng né luôn. Tại vì ui hay gì chứ, mày ảnh hút đau lắm nhá, không đùa đâu. Mình biết trước hướng của mấy ảnh ấy, thành ra cũng khá là dễ để tránh đòn. Rồi, và bên đây thì toàn là mấy con bọ lửa thôi à. Khi mà mình dùng cung tiêu diệt á thì mình sẽ không bị đốt nữa. Một cách khá là hay để có thể tiêu diệt được những cái con bọ lửa. Ui, mấy anh vừa trâu này.
Ủa đây có mấy cây nấm nè. Đúng là căn cứ của boss bò nấm có khác, đi đâu cũng gặp mấy cây nấm hết á. Ui nữa nữa nữa. Ui. Ui. Hút lén người ta nè. Hút lén hả? Rồi, ui da. Ui mấy cái con mini này nó cũng quánh mình được nữa. Và hiện tại mình có rất là nhiều bóng slam luôn. Mình sẽ vứt bớt đi. Đi mãi nhưng mà vẫn chưa thấy cái chỗ của con boss ta. Không biết cái này nó còn đường đi xuống không nữa. Ui. Ui từ từ mình gặp những cái căn phòng nấm này càng nhiều nè. Rồi kiểm tra trong đây coi. Được một cái I win in God. Que quỷ lửa khá tốt khá tốt. Rồi vứt bớt những thứ không cần thiết vào trong lại. Và đây có. Ồ ở đây nó còn có bedrock để rào lại không cho mình tẩu thoát nè. Ồ mấy cái này nó làm kiên cố ghê á. Và trồng rất là nhiều nấm ở dưới đây luôn. Và có những cái đất vi khuẩn nữa. Cái đất này thì trồng nấm nó sẽ phát triển rất là nhanh luôn á. Ui. Ui ở đây có cái. Ê, cái gì nè. Ui TNT. No. Ui ở dưới có 7 TNT. Ui suýt nữa thì mình mất hết rương rồi. May quá may quá. Rồi giờ mình sẽ đập những cái này để lấy rương nha. Rồi lại là. Ui được một cây cúp nè. Steel Leaf Pick. Một cây cúp khá là tốt. May Feather và Map Focus. Khều khều hoài. Người ta lút đồ mà cũng không cho nữa. Rồi kiểm tra bên đây. Được một cái quần Steel Leaf. Và một cây kiếm luôn. Kiếm I Win. Và một cái map focus nữa. Để mình coi nào. Cái quần này không biết có mạnh không ta. Ủa cái quần nó yếu hơn cái Ủa cái ủng nó yếu hơn cái ủng thiếp hút của mình. Còn cái kiếm thì không biết có mạnh không nữa. Để mình test thử luôn. À đây có cái rương nữa nè. Rồi được một cái con đom đóm. Đom đóm chắc mình không cần lấy đâu. Còn cái map focus này để làm gì ta. Để coi coi nó có ráp được cái gì không. À dùng để grab cái uncrafting table. Và các bạn có chỉ mình á, cái bàn uncrafting table thì nó sẽ như là đảo ngược công thức lại ấy. Ví dụ cây cúp kim cương thường thường thì mình sẽ đặt 3 viên kim cương ở trên đúng không? Còn sau khi dùng cái bàn crafting đó thì chắc nó sẽ đổi lại thành thành 3 cái que và 2 viên kim cương ở giữa. Mình nghĩ là vậy. Và bên đây coi. Ồ, boss đây nè. Ồ, mình gặp rồi, he. Giờ mình sẽ vứt cái này nè, vứt cái này và vứt những thứ không cần thiết nữa, cũng như là cất bớt đồ đi ấy để không thôi đánh boss thì nhặt không kịp nữa. Rồi kiểm tra. Nó cho hết vào cái ba lô này đi. Cây cúp này chắc gì nhà mình sẽ enchant rồi dùng thử coi nó có mạnh hơn cây cúp kim cương của mình không nhá. Rồi cất vào, cất cất vào luôn. Ui. Bít tết. Hai cái này nó khác nhau à. Kỳ vậy ta. Rồi cắt bớt mấy rìu vàng vào. Và giờ thì vào trong để chiến với con boss này thôi. Bên đây coi còn boss không. Vậy là khu vực này hình như chỉ có một con boss ở phía trong đó thôi á. Rồi giờ đập ra nè, chuẩn bị nè. Ui quên quên quên, chuẩn bị cây kiếm của mình chứ. Dùng cây kiếm Steel Leaf. Yeah. Ui 120 máu lận. 100. Ui 120 máu mình bắn cung mạnh quá. Thôi 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 thôi, vô đánh cận chiến đi cho nó vui. Rồi đánh cận chiến nè. Ủa vô. Ủa kỳ vậy. Boss mà sao khều hai cái ngõm rồi. Cho mình một cái Mina Taurus X. Cái này hình như không có công thức luôn. Giờ mình sẽ Extra Charity Dam. Wow. Nó có cái dòng gì ở phía dưới á. Và thêm một cây cúp Steel Leaf nữa. Giờ mình sẽ loot hết đồ trong đây. Đó, nó có khá là nhiều những cái món đồ Steel Leaf đấy. Ở đây còn có một cái Charm of Keep Keeping 1 nè. Charm là kiểu như cái bùa hay sao á. Còn bên đây là một cái áo, một cái quần. Và bên đây có thêm một cái Charm of Keeping nữa. Như vậy khu vực này chỉ có đúng một con boss này hay sao à. Tiếc ghê luôn á, phải chơi con boss này vài trăm máu đánh cho nó vui. Gì đâu đánh có mấy hit thôi mà nó lăn ra nó ngõm rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ đi lên trên và tiếp tục khám phá thôi. Ở đây hình như nó có cái công trình gì nữa nè. Ui, ở đây có cái mê cung nè. Ô, để mình tay lay quan phát luôn đi cho nó nhanh. Ồ, có mê cung luôn. Mình sẽ thử khám phá mê cung tại vì mình rất là thường bị lạc ấy. Thành ra những cái chuyến khám phá mê cung như vậy sẽ giúp mình kiểu như cải thiện được cái trình độ khi đi của mình hơn ấy, để tránh bị lạc. Rồi. Ồ. Đúng luôn, một cái mê cung nè.
Wow. Rồi cơ hội. Và đây có một cái nhà. Ở xung quanh đây có khá là nhiều nhà nè. Rồi để một xíu mình sẽ đi khám phá hết luôn. Rồi giờ đi xuống dưới lại nào. Ồ, đây là đường vào của nó đúng không ta? Rồi. Ui có bói nữa. Ồ, mấy cung mà còn có quái nữa. Khó vậy. Ồ mà có rương luôn. Nói chung ở đây rất là nhiều thứ có rương cho mình lướt luôn ấy. Yên cưỡi. Những thứ khá là bình thường. Chắc mình sẽ để lại đi. Còn mấy đồ quan trọng thì mình sẽ cho vào cái rương này tiếp. Đó, cho vào. Và hiện tại thì mình đã sở hữu được full những cái trophy rồi. Hiện tại trong đây á chỉ có đúng cái bốn cái trophy này thôi. Thành ra mình đã sở hữu được tất cả rồi. Mấy con boss còn lại hình như là nó không có trophy hay sao ý. Và bây giờ thì mình sẽ chịu khó khám phá hết cái mê cung này cái đã. Mình sẽ kiểu như là đi đàng hoàng luôn, không có bay lên trên để ăn gian đâu. Hả? Ui và đây mình nghe có quái nè. Ây da. Ui mấy con. Ui có sói nữa. Ôi đây có sói nữa. Ui 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 mình. Ui chọc 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 chó rồi, đỡ chọc chó rồi. Ui vô trúng hàng cho sói luôn á. Có bán gỗ. Tính ra cái mê cung này không có nhiều đồ xịn cho lắm. Không biết trong mê cung có boss không ta. Mình thấy cái này nhỏ quá chắc không có boss đâu. Nhẹ nhẹ ăn gian xíu thôi. Đằng kia còn rướng kìa, đằng kia còn rướng. Rồi cái này lướt rồi. Qua bên đây coi. Nhảy lên phát nữa. À trước mặt có cái spawner nữa nè. Ui ui. Bình tĩnh. Chưa gì hết đã làm căng rồi. Mấy tên nhện này á. Ui ui ui. À mình biết nãy giờ lý do sao mà quánh mình được rồi. Mấy tên này trèo lên cái mê cung để qua chỗ mình á. Thảo nào mình thấy cứ bị bón lén hoài hả. Ô, có mấy quả này nè, mình sẽ đem về có gì mình cho Chocobo ăn. Rồi. Bên nữa đi ra ngoài rồi hả? Ủa đằng đây còn rước. Ấy ui. Ui. Ui, được gì không? À, được một cái lưỡi liềm. Còn bên đây là những cái con. Ở đây có khá là nhiều đom đóm á. Và như đom đóm mình có thể dùng để trang trí giống như cái đèn vậy. Chắc mình sẽ đem về một ít có gì mình trang trí ở các căn cứ ở nhà ấy. Rồi như vậy cái mê cung này chỉ có vậy thôi à. Cứ tưởng tìm được một cái mê cung mà có boss á để đánh. Nhưng mà không phải rồi. Và bây giờ để mình coi nào. Trong đây có một vùng băng nữa. Mình rất là muốn tìm được nữ hoàng băng giá để đánh nhau ấy. Thành ra bây giờ mình sẽ đi thẳng về hướng bên đây nhá. Biết đâu bên vùng băng kia thì mình có thể tìm được nữ hoàng băng giá thì sao. Ui xét đánh xét đánh. No 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 no. Nhưng mà giờ trời mưa chắc cũng không tới nỗi nào cháy rừng đâu. Ui da. Nó lót mắt không kịp luôn á. Ồ đây có cái hang nữa nè. Và ra mấy cái hang này ui. Bình tĩnh. Rồi tiêu diệt nó cái anh skeleton này coi. Và cẩn thận. Đi thường thường mình đi mình ưa nhảy ấy, nên rất là dễ bị vướng đầu vào mấy cái màn nhện. Và cái hang này có vẻ không có sâu ấy. Tại vì trong hang này thỉnh thoảng. Ui ui cũng bắn nữa nè. Ui da ui. Ui may quá. Nó tự lôi cái gậy mới cho mình á. Rồi kiểm tra coi ở đây có nữ hoàng băng giá không. Ui ở đây có rất là nhiều chim cánh cụt luôn nè. Đó và mấy bé chim cánh cụt này hình như hơi nhát thì phải. Ồ nữ hoàng băng giá coi. Vùng băng này khá là nhỏ luôn á. Không mình không biết nữ hoàng băng giá ấy là sẽ ở trên hay là ở dưới cái khu vực này nữa. Nhưng mà phía dưới này thì mình nhìn đâu thấy có gì đâu. Chưa biết nữa. Để mình khám phá một xíu nữa coi. Và bên đây là khu vực mới nữa nè. Wow. Nó có nguyên một cái hang động khổng lồ luôn á. Ồ, nguyên một cái hang động khổng lồ. Wow. Vô đây thử. Hả? Kỳ vậy, cái hang thấy khổng lồ vậy mà bên trong không có dẫn xuống đâu hết trơn á. À, đây còn đường nè. Ui, cứ tưởng cái hang này dẫn xuống sâu. Ai ngờ, nó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, thật ra nó lùng xỉn à. Và đây là một cái nhà cây nè. Ồ, lại là một cái nhà cây nữa. Ở trên thế giới bình thường á thì mình thấy một cái cây rất là bự. Còn cái cây này nhỏ nhưng mà có bẫy ở trên nữa. Nó có lava để bẫy bên kìa. À, hình như đập cái này ra là nó sẽ sập xuống đúng không? Ồ, đúng rồi. Mình không có đem đuốc theo nữa. Giờ mình sẽ dùng cái xẻng đi. Đây, đâu. Ui ui. Nó chạy xuống kìa.
Ôi, ui, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, 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 đi ra sao Đường này không được, đi đường sau để lút đồ. Nhiều đường mà. Rồi. Ui, làm bẫy nhìn thấy ớn không? Mà ở trong có đúng một cái phôi sắt à. Không cho đồ xịn gì trơn á, mà cũng làm bẫy nữa. Và trên đây giống như cái đài quan sát thôi, chứ nó không có gì hết á. Khá là tiếc. Ở đây dùng để nhìn quan sát xung quanh rất là tốt nè. Rồi. À, bên đây nó có thêm một cái Lick Tower nữa nè. Và thỉnh thoảng thì mình có gặp những cái khu rừng bóng tối như vậy, nhưng mà khá là khó để có thể tìm được những cái con boss ở bên trong ấy, tại vì lá nó rất là cứng luôn. Cái chỗ này nó được nhô cao lên nè. Mình muốn đi vào bên trong nhưng mà rất là khó ấy. Để mình sẽ thử đi xuống bằng đường này coi. Đó, biết đâu được, mình đi một xíu thì lại tìm được cái con boss ở phía dưới khu rừng này thì sao. Mình chưa biết cái tên nè, cũng như là hình dạng của con boss trong cái khu rừng bóng tối này là như thế nào nữa. Thành ra mình phải vừa đi và vừa khám phá thôi á. Ui, lại là những tên cho sói này. Mấy tên này thường kéo đồng bọn lắm á. À, và đây có mấy cái tên nhện nè. Mấy tên nhện này mình chỉ cần một hit thôi là ngỏm à, khá là yếu. Rồi, nó chỉ được cái là kích thước to hơn mình thôi nên cũng hơi sợ một xíu. Rồi, đi tiếp đi tiếp. Không biết cái con đó ở dưới hang hay sao ta. Để mình thử mình khám phá mấy cái hang nhỏ nhỏ này coi, biết đâu nó trốn dưới hang á. Thường thường mấy con boss xịn như vậy chắc là sẽ trốn dưới hang. Rồi, ngoại trừ cái con bò thôi. Boss bò đâu yếu xìu à. Ui, đằng kia có kim cương kìa. Lấy kim cương luôn, bỏ thì phí lắm. Ô. Ô. Mới đi một vài bước thôi mình đã gặp một cái hai ra nữa rồi nè. Hang rồng. Ô. Rồi đánh nốt luôn, ngại gì mà không đánh. Rồi tiêu diệt. Úi da. Ui, con rồng hai ra này có vẻ khá khó đánh nè. Ui. Ồ, và con rồng hay ra này có khả năng đặc biệt, đó chính là hồi sinh cái đầu lại. Thành ra hôm qua mình khá là mất thời gian để đánh được nó. Và con này có vẻ hình như là khỏe hơn con trước thì phải, đúng không nhờ? Thì mình thấy đánh nó ít mất máu vậy. Nhưng mà với xếp độ thiếp hút của mình ấy, thì việc tránh né nó cũng khá là dễ. Thành ra mình cũng không có nhận quá nhiều sát thương khi mà bị nó đánh ấy. Rồi, hầu như là không luôn. Tại vì mình chạy rất là nhanh để có thể né được những cái phát bắn lửa của nó. Rồi, và con... Ui, nó mọc thêm đầu kìa. Nó mọc thêm một cái đầu nữa rồi. Vô thành rồng hai ra bốn đầu rồi. Nguy hiểm vậy. Nhưng mà ngoài khả năng phun lửa thì nó không còn khả năng gì hết trơn á. Và cung thì không có áp dụng được với rồng hai ra. Thành ra mình chỉ có cách là cận chiến thôi. Đó. Cố lên một xíu nữa. Lúc đầu ấy mình cứ tưởng là rồng hai ra chỉ xuất hiện ở cái vùng mà nằm lầy lava thôi ấy. Nhưng mà không ngờ ở vùng nằm lầy bình thường vẫn gặp được. Sao nào mình thấy cái gò đất này nó cao quá trời luôn à. Rồi, đây chính là rồng hai ra trước khi bị mình tiêu diệt nè. Nhào vô tiêu diệt nó luôn. Đó, còn 40 máu thôi. Cố lên, 30 máu. Ui da. Này hai ra hả? Và hiện tại mình mới có một cái trophy của cái con rồng hai ra thôi. Mình sẽ sưu tập mỗi cái khoảng hai lần đi để cho nó nhiều nhiều một xíu. Chứ có bốn cái trophy các loại thôi. Thành ra phải chịu khó tiêu diệt nhiều lần. Rồi, và nó sẽ rơi ra cái gì đây? Chắc chắn là một cái trophy rồi đó. Và ui, mình thắc mắc là tại sao tiêu diệt rồng mà lại rơi ra thịt heo nha. Ui, hai ra chớp chứ không phải là thịt heo. Ô, hay ra chớp là thịt thịt của rồng luôn á. Ô, mình cứ tưởng thịt heo cơ mà. Ô, đây là thịt rồng hay ra. Ui, ăn một phát đầy thanh thức ăn luôn. Đúng là thịt rồng có khác á, ăn một phát đầy thanh thức ăn luôn á. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây đi, tại vì bên đây mình chưa có mở ra hết nè. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy công trình tiếp theo nhé. Như vậy sau chuyến khám phá 3 ngày ở thế giới Twilight Forest này thì mình đã đạt được nhiệm vụ, đó chính là có được tất cả những cái trophy rồi. Và những con boss còn lại thì mình tìm mãi nhưng mà không ra các bạn ơi. Mình đã có một chuyến đi rất là dài luôn này. Tới đây thì mình cảm thấy là nó đã quá xa rồi ấy, nên mình đành phải quay lại cái chỗ ban đầu thôi. Và chắc bây giờ thì mình sẽ quay về nhà, cất đồ, dọn dẹp đồ, sửa chữa lại đồ, cũng như là chuẩn bị để làm những công việc còn lại trong cái series Hexit này nhá. Rồi ok, giờ thì mình sẽ quay về nhà và chuẩn bị lại đồ thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc đầu tiên, đó chính là treo những cái thành quả mà mình kiếm được sau chuyến khám phá lần này nhá. Đầu tiên là con Hydra Trophy nè, kế tiếp là Lick Trophy, và cái trụ nào nữa ta. Chắc mình sẽ treo mấy cái này nó ngang nhau đi. Cái này ở đây một cái và bên đây một cái nữa. Một con Naga, một cái con Urgas,
Đó, như vậy mình đã có tổng cộng 4 cái trophy để treo lên rồi. Còn hai cái này thì chắc mình sẽ cắt bớt vào đây nhá. Hiện tại thì mình vẫn chưa đủ những cái hexico để có thể chế tạo được full những cái set đồ trong đây ấy. Để trong thời gian dưới 2 tập mình sẽ cố gắng đi thật nhiều và tìm những cái hexico trên cái bản đồ này và ráp hai bộ đồ còn lại nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đánh nốt những cái con boss ở trên overworld này. Tại vì theo như mình biết cũng như là các bạn có trẻ ấy, thì ở trên đây vẫn còn boss nữa nha. Đó chính là con đầu tiên là con bull này. Đó, một con boss hình như là con bò thì phải. Để giờ mình sẽ ra bên đây và triệu hồi nhá. Và mình sẽ đánh nó ngay vùng băng này luôn đi. Rồi triệu hồi. Và còn ba con nữa mình sẽ đánh trong tập tiếp theo nhá. Tạm thời là xuất hiện. Nó xuất hiện rồi nè. Wow, nó đi đến đâu ấy là nó sẽ xuất hiện băng đến đó ấy. Nhưng mà con này thì nó chỉ có 300 máu thôi. Khá là ít máu á. Ui ui. Ui, nó còn làm mình mắc kẹt trong băng nữa nè. Ui, con này thấy vậy chứ không cầm tầm thường đâu. Ồ, để mình thử đánh nó một hit coi như thế nào nhá. Úp. Ồ, mình đánh một hit nó cũng mất rất là nhiều máu này. Mình sẽ thử thách mình là dùng cúp để PvP với nó luôn. Đó, dùng kiếm mình nhiều rồi, giờ dùng cúp để quánh nhau luôn. Ui ui ui. Ui, nó tạo ra băng, mình đánh chúng băng, đổ nước ra tùm lum hết. Đổi đi, mình dùng sẻn đi. Đổi, không dùng cúp. Ui, ui nó knock back mình ghê luôn á. Bò hả? Bò nè. Ồ, mình để coi mình có bật lửa nó được không. Ồ, mình chọi tuyết được nhưng mà như tuyết thì không gây sát thương. Ui, nó còn 75 máu thôi, cố lên. Bé heo không đâu, chạy đi, cùng lên nhìn nữa. Ui ui, nó hút mình ghê quá. Rồi, cố lên. Ui ui, đừng, bình tĩnh. Chạy hả? Không biết con này nó rơi ra gì cho mình đây. Mình rất là tò mò luôn. Rơi ra đồ. Ồ, mình chỉ chưa hồi ra thôi nhưng mà nó không có rơi ra đồ cho mình. Ui, tiếc vậy ta. Quánh cả buổi trời luôn á. Rồi mình sẽ thử triệu hồi lại lần nữa và lần này mình sẽ đánh nhanh nhá. Và con bò này cũng khá là yếu thôi. Đó, nhưng mà được cái là nó có khả năng là đẩy lùi mình á, tại vì nó là bò mà. Ui, nó còn chặn băng không cho mình đi ra nữa. Cẩn thận, đừng để nó hút mình xuống băng á. Không thôi là chết ngạt ở dưới. Đó. Nút mình xa ghê luôn. Ui, nó vây mình nữa kìa. Ui, nó. Ui, nó dùng tuyệt chiêu. Nhốt mình dưới băng luôn. Thì cái con này chơi bài nha, chơi bài là không được nha. Kìa. Ôi, no, mình không muốn chết ngạt đâu. Ui, chơi vậy kỳ quá, chơi đánh nhau mà nhốt người ta ở dưới rồi. Rồi, đánh cho người lọt ở bên kia, cho khỏi đóng băng nha. Rồi, vài hit nữa thôi là mình có thể tiêu diệt được con. Ui á. Ui, đừng, bình tĩnh anh bạn. Rồi. Bò nè, nó mình dùng cây kiếm nhặt á thì nó sẽ rơi ra được một ít hắc diệm thạch nè, một ít cái que quỷ lửa và hai viên kim cương. Vậy là đánh những con boss này thì mình cần phải sử dụng kiếm gia tài cơ thì nó mới có thể rơi ra đồ ấy. Lần sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm lại để không thôi làm không có nhặt được đồ từ boss ấy. Như vậy sau chiến khám phá lần này thì kho đồ mình có rất là nhiều thứ mà mình cần phải test luôn. Kiểm tra lại nào. Tạm thời như mình nhét vào cái ba lô thì phải. Ba lô này không có, ba lô này chỉ có magic map vào kết thôi. Bên đây thì này, cho lại awkward này. Cái lỗ gỗ này đã hại mình mất luôn cái cây rìu á, giận ghê luôn á. Chặt một phát mất tiêu cây rìu luôn à. Rồi, và cái ba lô còn lại coi. Ủa đồ mình mình nhét vô ba lô màu tím. Đây một cây rìu nè, cây này không biết có mạnh không nữa, để mình sẽ thử enchant lại. Rồi sell kinh nghiệm, ăn vô một cái. Đó, rồi sau đó mình sẽ thử enchant giống như là sửa nó lại nha. Hy vọng là sửa được. Ồ, sửa được. Ồ, cái này còn ép được. Hiệu quả là cái này là dụng cụ hả? Nhưng mà nó có độ sắc nét, tức là nó vừa là dụng cụ này và vừa là vũ khí luôn ấy. Rồi mình sẽ enchant những cái dòng. Ui, nó còn có cái dòng extra dam nữa kìa. Lỡ rồi enchant hết luôn đi, mình còn khá kinh nghiệm nè. Đó. Ui, còn một dòng cuối thôi. Ăn thêm một quả kinh nghiệm nữa chắc enchant đủ á. Rồi, cho vào và mắc chồng luôn nha. Rồi, giờ mình sẽ ra ngoài và test thử sức mạnh của cây rìu rơi từ cái con boss bò nấm coi. Bé cường này chắc một hit à. Đúng rồi, cường này chỉ một hit thôi. Mình có rồi. Mình sẽ trèo lên những cái tòa tháp ấy. Tại vì tòa tháp sẽ có những cái con boss
Đó, mình sẽ lên trển và tiêu diệt thử mấy con đó nha. Rồi, gần đây thì cũng có khá là nhiều mấy cái tòa tháp mà mình chưa khám phá nè. Để mình đi về hướng bên đây một xíu coi. Ủa, hôm bữa mình thấy nhiều lắm mà ta, giờ muốn tìm một cái không ra nè. Ở đây thì không phải. Ui, giờ tìm tòa tháp mà lại không ra nữa. lúc tìm thì không ra, mà lúc không cần tìm thì gặp đầy luôn á. Bay qua đây một xíu coi. Bên đây thì hình như là... Ui, nó có cái tháp Obsidian nữa kìa. Mình không biết tháp đó để làm gì nữa. Mình nhớ hướng băng này cũng có tòa thành nữa nè. Ui, chim cánh cụt nè. Ui, tê giác. Tê giác 20 máu nè. Wow, 20 máu mà mình chặt một hit một là ngõm luôn. Wow, đúng là rìu của trùm bò nấm có khác mà. Rồi mình thử chặt cây coi tốc độ nó có nhanh không nhá. Nếu nhanh thì chắc mình sẽ vứt luôn cây rìu này luôn đi. Cây rìu mình chắc cũng khá yếu á. Ô, chặt cây cũng rất là nhanh nè. Wow, vậy mình vứt cây này đi. Nhà mình còn vài cây nữa, thành ra... Ui, cái gì nè? Ủa, tự nhiên có đốm đen đây là gì ta? Ủa? Ủa, tự nhiên có mấy cái đốm đen á. Rồi mình sẽ thử vào đây á và chặt thử cái cây bự này nè, tại vì cây bự này rất là nhiều gỗ luôn. Nhiều khi mấy cây cứ rìu bình thường chặt một phát là gãy luôn ấy. Thử cái này coi. Wow, chặt một cây bành kỳ luôn, nhưng mà mình mất rất là đồ bền luôn ấy. Rìu xịn, rìu xịn. Rồi, à đây có cái tòa thành. Rồi lên quánh với con boss luôn. Dùng rìu quánh luôn cho nó nhanh. Dùng. Ui, cái rìu đánh cũng rất là mau, ngõm con boss này. Wow. Rồi, tiêu diệt. Vậy là xong rồi. Giờ kiểm tra coi trong đây có gì. Lại là những cái kiếm đó nữa. Em sẽ vứt bớt ra. Đó, nhặt cái... No. Nhặt cái kính nè, chủ yếu là mình cần cái kính thôi. Mấy cái thứ kia mình có hết rồi. Ở cái này thì không có nữa. Thôi, mình sẽ đi về. Có thêm một cái kính nữa rồi đó. Và một cái cây Rift Blade. Cây này không biết quánh có mạnh không nữa. Ui, cây này yếu xìu à. Cái này được cái chịu hồi ra cánh cổng bóng tối ấy, chứ thật ra là nó yếu xìu à. Thôi kệ đi, giờ chắc mình sẽ quay về nhà. Mà bên đây có mấy cái khu gần bảy mùa thu nữa là mình khá là thích á. Nhưng mà mình, mà khu đó nó khá là xa chỗ mình ở nên mình không có dám dọn đồ qua bển để sống đâu. Rồi, như vậy thì mình có được một cây rìu từ vua bò nấm. Và một cây kính nữa. Cây kính này mình chưa biết cách dùng nữa, mấy bạn nào biết dùng ấy. Ui, dùng để dịch chuyển, cái này dùng để dịch chuyển về nhà. Wow, thích giờ. Rồi, thích ghê luôn á, một cây kính xịn nè. Vậy rồi, tổng kết là mình đã xong cái chuyến khám phá ở dưới thế giới Twilight Forest rồi. Và ở tập sau ấy thì mình sẽ đánh tiếp ba cái con boss còn lại ở trên Overworld này nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft Hexit nha. Cùng giờ thì bye bye.